iRuby tinh hoa đá quý. Xin chào anh chị nhé, chúng tôi vừa mới trở về từ mỏ đá quý Đục Yên. Và trong cái chuyến đi lần này thì chúng tôi cũng săn được rất là nhiều các cái viên đá mà tiêu chuẩn và viên đá chất lượng. Nhưng những cái viên đá của chúng ta thì nó sẽ không được to nữa anh chị nhé. Viên đá vừa vừa và nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất là đẹp, chất lượng rất là cao. Ví dụ như ở đây thì chúng tôi giới thiệu với mọi người anh chị là có một cái lô ruby huyết kính này. Cái lô này thì chúng ta có thể làm được nhẫn nam, nhẫn nữ hoặc là một cái bộ trang sức cho các chị này. Ở đây thì chúng tôi có chọn những cái gam màu đẹp nhất của ruby rồi. Ở đây chúng tôi có những cái gam màu đỏ huyết rất đẹp. Và bên cạnh đây thì là những cái viên đá. Những cái viên đá này nó có một cái đặc trưng, nó một cái mang một cái bản sắc của Lục Yên. Ở đây là chúng ta có những cái viên hình trái tim anh chị nhé. Đợt này tôi lại rất thích trái tim, tôi săn rất là nhiều những cái viên hình trái tim. Nhưng trái tim ở đây nó có một cái sự đặc biệt, đó là nếu mà là sapphire hoặc ruby thì thường nó sẽ là những cái viên có cái ánh đồng ở bên trong. Thì đây là một cái đặc trưng của Lục Yên và tôi hay gọi là đặc sản của Lục Yên đấy. Ở đây chúng ta có những viên ruby, sapphire và spinel. Spinel thì chúng tôi chọn những cái viên màu sáng đỏ đẹp và có cái giá trị khi mà lên nhẫn, lên trang sức thì nó sẽ rất là đẹp. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với anh chị trước hai cái lô đá này. Vì trong chuyến đi lần này thì chúng tôi cũng có săn được một số viên đá mà tôi vừa mới làm video trước. Video này thì tôi sẽ tập trung vào giới thiệu với anh chị chúng ta là ruby camason và các cái viên trái tim ở đây. Phần ruby camason thì tôi sẽ giới thiệu với chúng ta một viên đá này trước đi. Đây là một viên đá có trọng lượng khoảng hơn 4 carat. Viên đá này là xuất xứ Lục Yên tự nhiên 100% và mang trong mình một cái màu sắc đó là đỏ huyết. Màu đỏ huyết và chất kính, chất này là chất lành, bền vững, không có đường dạn vẫn thô anh chị nhé. Không có đường dạn vỡ thô. Tôi sẽ để cái viên đá này lên trên cái vàng để cho chúng ta xem cái đốm lửa. Cái màu viên đá này thì được cắt ra từ một viên tinh thể anh chị ạ, nên là cái màu sắc của nó tuyệt đẹp. Cái màu của nó là một cái màu mà tôi thấy cái màu này tôi mê nhất của đá ruby. Anh chị phải nắm được cái màu nhé, bởi vì là cái màu đỏ huyết của chúng ta là nó phải là đỏ tươi. Nhiều anh chị là bị nhầm lẫn với cái màu đỏ đỏ đen ấy, là cái giá trị của những cái màu đấy thì nó lại không cao. Viên này thì cái mức giá sẽ là hơn 60 triệu anh chị nhé. Tôi sẽ có thông tin đầy đủ để ở cái phần bên cạnh này. Viên này là viên đầu tiên, tôi sẽ để ra đây. Viên thứ hai tôi muốn giới thiệu anh chị chúng ta đó là một viên cũng là ruby huyết kính và màu đỏ máu bồ câu. Tự nhiên nguyên bản 100% chất kính. Viên này có độ lành rất cao. Chúng tôi lựa chọn những viên đá có độ lành cực kỳ cao. Chúng tôi có bảo hành chất lượng trọn đời về màu sắc như là chất lượng của viên đá. Viên đá này thì tôi áng khoảng chừng nó rơi vào khoảng tầm trên dưới 2k, hình oval. Chúng ta có thể làm một chiếc nhẫn nữ hoặc mặt dây thì tuyệt đẹp. Cái viên đá này thì trị giá khoảng trên 20 triệu anh chị nhé. Viên đá này là một viên đá chúng ta không cần thiết là phải lựa chọn viên đá to đâu ạ. Viên đá đẹp mà nó có giá trị nó còn đẹp hơn rất nhiều những viên đá mà to, những viên đá mà có trọng lượng lớn. Trọng lượng lớn nhưng mà phải đẹp thì giá trị nó sẽ rất cao. Nhưng mà để mà tìm được những viên đấy thì thực sự bây giờ là rất khó anh chị ạ. Chúng ta cứ chơi vừa vừa nhỏ nhỏ như cái nhẫn của tôi ở đây chẳng hạn. Tầm vài 3-4k nhỏ nhỏ xinh xinh như này. Thì vài chục triệu chúng ta sở hữu một chiếc nhẫn nó đơn giản như thế thôi, nó rất là đẹp. Chúng ta phải lựa chọn được viên đá quý đẹp, sau đó là chúng ta lên trang sức thì nó sẽ rất là đẹp. Viên tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với anh chị chúng ta một viên. Viên này nó không phải là gam màu đỏ huyết nhưng nó là một cái gam màu đỏ hồng rất là sáng. Nó rất đẹp, nó trong, nó mọng. Viên này nó khoảng trọng lượng khoảng trên dưới 3 ct. Viên này lên vàng lửa rất là đẹp, lửa long lanh. Viên này thì tôi nghĩ là nhẫn nam cũng đẹp mà nữ thì cũng rất ok. Chúng ta có thể làm mặt dây được, mặt dây hoặc mặt nhẫn. Viên này thì trong lành và trị giá cho viên này thì cũng hợp lý. Nó rơi vào khoảng tầm 25 triệu cho viên này. Nó rất là ngọc, phải nói là những viên đá này là những viên đá có chất ngọc, giống những viên ngọc thì đúng hơn. Đây là viên thứ ba tôi muốn giới thiệu với mọi người.
Tôi xin giới thiệu với anh chị chúng ta một viên thứ tư, cũng là một viên ruby huyết kính, độ trong, độ lành rất cao. Viên đá này nó khoảng tầm, tôi nghĩ là khoảng trên 2k, và mức giá cho viên đá này là hơn 10 triệu. Viên đá này chúng ta có thể là để cạnh nhau để làm một cái bộ trang sức rất đẹp. Viên đá này cũng vậy, hai viên xem xem nhau, trọng lượng nó khoảng tầm hơn 2k, viên này cũng trị giá là trên 10 triệu. Chúng tôi sẽ quay chi tiết ở bên cạnh cho anh chị xem. Có thể đây là một mặt dây, một chiếc nhẫn và một đôi hoa tai. Ở đây có một viên này nữa, viên này cũng trọng lượng khoảng trên 2k, trị giá khoảng hơn 10 triệu một viên. Nếu mà chọn một cái bộ trang sức cho nữ ấy, thì ở đây chúng ta sẽ làm được một bộ rất là đẹp ở đây. Chúng ta có thể làm được 1 đến 2 bộ. Trị giá một bộ nó khoảng tầm từ 40, 50, 60 triệu, bao gồm hoa tai, mặt dây và nhẫn. Ở đây chúng ta sẽ có những viên tương tự rất là đẹp nữa. Viên này nó cũng trọng lượng khoảng tầm 2 đến 3 ct, trong lành, đỏ. Và khi lên nhẫn thì cực kỳ đẹp. Vì những viên đá mà chúng tôi đã phải tuyển chọn rất là kỹ, ở trong rất nhiều những viên đá thì chúng ta mới chọn được, có thể là may mắn chọn được một viên đá mà nó đủ chất lượng, đạt chất lượng ấy. Nên là giá trị nó có thể là cao hơn một chút, thế nhưng mà chúng ta đeo mãi mãi nó sẽ rất là đẹp và nó luôn luôn có giá trị theo thời gian. Nên là anh chị đeo những viên đá mà đúng kỹ thuật thì anh chị luôn luôn là yên tâm. Viên đá tiếp theo tôi giới thiệu với anh chị là viên đá Camason này. Viên này nó khoảng tầm, tôi nghĩ là khoảng tầm 4 ct, hình oval. Chúng ta lên một chiếc nhẫn nam, nhẫn nữ đều được, hoặc mặt dây. Viên này thì nó có trị giá là hơn 30 triệu, hình khối rất đẹp, lành. Được cái là những cái viên đá Camason chúng tôi thì rất là yên tâm khi sở hữu và sử dụng, chúng ta không cần phải bảo dưỡng gì cả. Nhờ những cái chất lượng mà nó kém ấy, chất lượng mà thô dạn hoặc là bị khô ấy, khi mà bị khô nó sẽ trắng hết mặt, nó nổi hết vảy vỡ lên ấy, thì những viên đá đấy là những viên đá mà chưa đạt chất lượng của chúng tôi. Nên là anh chị mà sử dụng đá của IOB Tinh Hoa Đá Quý thì chúng ta không cần phải bảo dưỡng một cái gì hết anh chị nhé. Đấy, vì chúng tôi đã lựa chọn những viên chất lượng tốt rồi. Còn những chất lượng mà không tốt thì thường chúng tôi sẽ không lựa chọn. Và đây còn bên cạnh đấy thì chúng tôi còn vài viên nữa, cũng giá trị tầm trên dưới 10 triệu thôi, rất là hợp lý anh chị nhé. Những viên đá này rất hợp lý để chúng ta làm trang sức, làm bộ anh chị, mà các anh mà tặng các chị thì rất hợp lý. Phần tiếp theo là đến với cái phần trái tim này, tôi nghĩ là sẽ rất nhiều các anh muốn tặng cho các chị, người thân hoặc là vợ của mình. Thì ở đây anh chị có thể nhìn sơ qua đấy, những cái viên đá này thì nó sẽ có trọng lượng từ 1 carat đến 2 carat, trên dưới 1 k và tới trên dưới 2 k. Ở đây thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các sắc màu khác nhau. Nếu mà anh nào mà thích tất cả toàn bộ này, các anh có thể là chúng tôi sẽ thiết kế lên một cái lắc tay đa sắc màu luôn. Còn nếu mà không ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm một chiếc nhẫn nhé, làm một chiếc nhẫn nữ như này chẳng hạn, chiếc nhẫn nữ rất là xinh như này, một trái tim và xung quanh kết kim cương lên thì rất là lung linh. Dụ những cái gam màu hồng như này là các chị rất thích này, gam màu hồng mà nó sáng rực rỡ này. Tất cả những viên đá này là chưa qua nhiệt, chưa qua xử lý, nên là cái độ chiếu khúc xạ tán xạ của nó rất tốt, không bị cản, không bị cản mây cản lửa hay là bị cản bởi các cái tác động gì hết. Ở đây chúng ta có sapphire hồng, sapphire xanh blue này, bên này cũng đẹp. Bên này chúng ta làm nhẫn nữ thì rất đẹp. Những cái trị giá cho những viên đá này nó khoảng tầm trên dưới 10 triệu cho đến trên dưới 20 triệu thôi, nó hợp lý anh chị nhé. Những cái viên đá rất là sáng như này, thực sự là chúng tôi phải dành rất nhiều thời gian để đi lựa chọn từng ly từng tí một, từng các cái bao thể của từng viên đá một, chúng tôi phải soi hết, soi rất là kỹ lưỡng thì chúng tôi mới lựa chọn những viên đá này, nó đảm bảo được cái tiêu chuẩn kỹ thuật của chúng tôi. Những viên đá này thì anh chị chúng ta sẽ vào website để sẽ có các cái thông tin chi tiết của từng viên một. Với mức giá thì nó chỉ dao động từ 10 đến hơn 20 triệu. Anh chị chọn viên nào thì có thể là chụp ảnh màn hình và gửi vào Zalo cho chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình, kể cả bên này ruby này nữa. Đấy, anh chị có nhu cầu làm bộ hoặc làm trang sức lên nhẫn, với cái mẫu nhẫn của chúng tôi thì có rất nhiều mẫu đẹp, anh chị có thể lựa chọn và chúng tôi tư vấn miễn phí cho anh chị. Xin được cảm ơn anh chị rất là nhiều.